Xin chào anh em đã quay trở lại với Đáng Vũ. Ở trên màn mình, ở trên tay mình mới đúng, là một phiên bản Surface 9 cực kỳ hot ở cái thời điểm hiện tại. Đó là màu xanh rêu. Surface 9 nó có 4 phiên bản màu sắc, nhưng mà phiên bản xanh rêu đang là sản phẩm và đang là màu sắc nhiều anh em lựa chọn nhất. Bởi vì sao? Thì chúng ta hãy vào video ngày hôm nay nhé. Nhưng trước tiên anh em hãy giúp mình dồn ngay vào group nghiện Surface. Group đó thì là để chúng ta có thể chia sẻ, hỗ trợ lẫn nhau tất cả những vấn đề về Surface, về công nghệ. Hàng tháng thì bên mình có những cái mini game hấp dẫn giúp anh em vui chơi, có phần thưởng được chứ. Còn bây giờ thì chúng ta hãy bắt đầu video thôi. Surface 9 màu xanh rêu, tại sao lại bán chạy? Trước tiên thì chắc chắn rồi, cái ngoại hình của nó không khác gì so với cả tất cả những phiên bản Surface 9 khác. Nhưng mà điểm ấn tượng đó chính là cái màu sắc quá là đẹp. Anh em thấy đúng không? Màu xanh rêu phê. Tên tiếng Anh của màu này là màu forest. Nó là gọi là màu của rừng. Mình không hiểu tại sao nó có tên như vậy, nhưng mà rất là đẹp đúng không? Anh em nhìn xem, ngoại hình thiết kế của chiếc Surface 9 nó đã đẹp rồi, thêm vào cái màu sắc này nó càng trendy hơn, nó càng hot hơn. Màu xanh rêu, anh em sẽ thấy rằng toàn bộ bề mặt lưng nó có một màu xanh xuyên suốt luôn. Ở đây thì cái logo thì cũng màu xanh anh em nhé, chứ không phải màu bạc. Màu xanh và nó làm được bóng hơn bình thường một chút. Rất là nổi bật, cực kỳ nổi bật. Đặt ở ngay phía dưới phần chân đế kickstand. Đẹp quá anh em. Lật ra thì anh em sẽ thấy mai sốt đồng bộ sản phẩm của mình cực kỳ nhiều. Từ cái bề mặt A này, bây giờ đến cái chân đế nó cũng có màu xanh nữa. Phần này cũng có màu xanh. Phần để anh em thay SD nhanh ấy, nó cũng có màu xanh. Đồng bộ cực kỳ luôn. Có mỗi cái thẻ SD ở đây nó không biến thành màu xanh thôi, chứ toàn bộ thân vỏ máy đều là màu xanh hết. Rất là liền lạc. Chiếc Surface 9 này, nếu anh em muốn sở hữu phiên bản màu xanh ấy, thì anh em chỉ có thể lựa chọn ở phiên bản i58-256 đổ lên thôi. Còn phiên bản màu 28 ấy, thì MyShop chỉ có mỗi màu bạc, chỉ sản xuất màu bạc thôi. Khá là tốn kém đúng không? Ở ngoài hình Surface 9, ngoài màu sắc ra thì nó cũng có một số thay đổi nhỏ so với Pro 8, mình sẽ liệt kê cơ bản ở đây. Nút nguồn và nút tăng giảm âm lượng thì đã thay đổi lên phía trên rồi, thay vì đặt sang bên tay phải và tay trái của màn hình. Tất cả cái cổng kết nối ở đây thì anh em sẽ là chuẩn Thunderbolt hết và là Type-C. MyShot cũng loại bỏ luôn jack cắm tai nghe 3.5 ra khỏi sản phẩm. Vì thế nếu anh em muốn cắm tai nghe này, hay là muốn nghe được âm thanh từ chiếc máy này mà không qua loa ấy, thì anh em sẽ phải mua những cái tai nghe Bluetooth đắt tiền, hoặc là anh em có thể cắm ra những cái dongle, những cái hấp chuyển đổi Type-C cho tai nghe. Nói chung khá là cồng kềnh, mất thời gian. Mình nghĩ là phiên bản Pro 9 mà loại bỏ đi jack cắm tai 3.5 thì mình nghĩ là điều không nên làm. Còn lại thì các cổng kết nối thì nó vẫn như vậy thôi, giống con Surface Pro 8 trước đây. Mồ khá bám môi và rướn tay anh em nhỉ. Anh em dùng sản phẩm này thì mình nghĩ là lên giữ một chút và vệ sinh thường xuyên. Ở trên chiếc Surface 9, anh em có thể dùng tất cả những cái bàn phím này và bút Slim Pen của thế hệ cũ Surface 8. Như ở trên tay mình đây là bút Slim Pen và một cái bàn phím màu black. Nếu anh em muốn kết hợp nó trendy hơn, nó đồng bộ hơn thì có thể mua phiên bản bàn phím cũng màu xanh rêu luôn nhá. Khi đặt vào đây á, thì toàn bộ vỏ máy này hay là cái bàn phím nó đều có một màu duy nhất, đó màu xanh, đã hơn rất nhiều. Màn hình của chiếc Surface Pro 9 màu xanh rêu thì nó cũng giống với cả các cái phiên bản khác thôi. Đó là 13 inch này, có độ phân giải gần 3K, 120Hz này. Đó, liệt kê thì về cấu hình hay về màn hình nó cũng khá là nhiều trước đây rồi. Bây giờ chúng ta sẽ chỉ đi vào cái điểm mạnh nhất và đẹp nhất của chiếc Surface 9 này, đó là màu xanh. Đẹp không anh em? Quá đẹp đi. Mình rất là phê cái màu này. Nếu anh em muốn mua những phiên bản Surface 9 hay là màu xanh rêu này thì còn đến với Đăng Vũ nhá. Bên mình đang có chương trình là Noel tặng ngay 1 triệu giảm giá trực tiếp vào máy và rất nhiều phần quà hấp dẫn khác. Hãy đến với Đăng Vũ. Cảm ơn anh em rất nhiều. Nếu anh em thấy video hay và hữu ích thì đừng quên là like, đăng ký ủng hộ mình. Bye bye anh em.